Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với kênh Tô Tranh của mình. Hôm nay cả nhà của mình tô bức tranh đến làm cái kẹo như này. Mọi người cả nhà của mình đón xem mình sẽ tô bức tranh này như nào nhé. Hai, ok. Mày cút ra khỏi. 32 triệu, đứa nào nhảy vào đi. Em à, Lan Anh à, ui thì mẹ nhảy qua thủ đô may thế. Vào tù à, sướng nhỉ. Đúng rồi đấy, chuẩn kênh của bên thằng Thái. Thế hôm nay em khám nhé. Bán đi, phá sản làm gì? Thế là thằng Hải nó đèo mới đến đây, chiều đèo mới về. Nhưng mà đứa em lại còn hơn là con mới thằng rồi. Sao mày phá sản làm gì? Hả? Nó nhầm với chị ạ. Rốt. Phải tặng chị rồi em ơi. Không cần phải tặng làng gốm đâu. Mày tặng cái khác cũng được mà. Không đâu. Bốn và phố cổ. Mẹ mày tao đón đầu mày hết cả dãy này. Quay đỡ lấy người hàng tí được. Em ơi cứ vào thủ đô đi. Cái gì nhỉ? Nhà em. Em ạ, cười người không sao. Mẹ nó vào 32.000 của tao mẹ ơi. Tao để bảo sản luôn. Vá được 32.000 em có 11.000. Bấm vào chơi tiếp đi. Mọi người làm đến 3 giờ. Nhưng mà tôi này sẽ làm mình thế thì mày về trong Hải mà. Hôm nay chắc là em phải 4-5 giờ mới về được. Anh đi là gì hết chị? 243130. Chị mua em có bị trắng không? Cái gì cơ? Đuổi về. Có bảo chị nhìn em có bị trắng không? Chết rồi. Mày có đi hát đâu không? Em làm điều hòa lại. Chị ơi tối nó bảo là nó phát sốt mà mồm nó đau, cổ họng nó đau mà chị. Đêm nó nhắn tin thế với em sợ mà sáng nay em tính nghỉ làm nhưng mà thôi. Em vì công ty, vì hai chữ tư bạn. Em gồng gắng đi đi làm. Mày có đi hát ở đâu? Có chứ. Ờ thì cái đấy nó đang lây bởi vì là đi hát mà. Ôi mày không biết đâu con thỏ đấy nha. Sau khi bị nha nó đi năng chỗ karaoke liên tiếp luôn. Trong 5 ngày luôn hay trong mấy ngày không biết là nó đi 5 địa điểm karaoke. Em không phải đi hát của bạn à? Mấy đứa không đi hát gì à? Không. Bọn chị ngồi bàn của em mấy đứa hay đi hát. Mấy đứa con gái hay đi hát với nhau ấy. Em đi hát của bị em. Em không hay. Ở đấy cái tầm tuổi. Con Chi ơi mày có vào không? 243130. Sao hôm qua mày mang hai hồ màu đúng không? Vâng. À hai đứa này thì sao mai mua chị đem mang một cái nhé. Chị Linh ơi, có cái chỗ mà thẻ thiên thần hay là đôi gì, chị có tiền, chị có sao thì mua đi, em bảo thật đấy. Chị mua đi, riêng chị mua đi. Em chứ em thấy như nhức đầu ấy. Nó ở đây bây giờ, thằng Hải nó không dám ấy rồi. Chả thế là sao? Không dám gọi là làm việc lêu lỏng. Chị nhỉ?
Ui thì mẹ mình đi cuối à? Chị Linh ơi, ờ chị ơi. Và vừa rồi mình vừa tô xong bức tranh một cái sừng như này cắm cả nhà đi. Đây là bức tranh của mình. Nó không phải à? Bây giờ mình xin chào.